xin chào các em chúng ta sang bài một số id là 114 bài toán này thì minh họa cho phần liên quan đến hỗn hợp gồm có amin và nhiều chất khác thế thì uh, xử lý bài toán này các em cố gắng chúng ta rèn luyện thật nhiều để các em tạo ra phản xạ tốt nhất à, ví dụ bài toán này các em nhìn thấy ngay cái dấu hiệu đầu tiên là bơm hero rồi à, lý do vì sao là bởi vì nó có phản ứng với brom này <laughs> thứ hai là nó loại này hero không biết no hay đói này à, như vậy bài toán này rất đơn giản thôi các em bơm hero vào và hero bơm vào chính bằng số mol brom là 0.07 thì hỗn hợp này của thầy no hết rồi và khi no thì các em biết rồi thầy cắt rất là dễ dàng thôi Đó, cắt chất ra đầu tiên là cắt chức COO ra Đó, phần còn lại của thầy là cắt NH ra còn lại của thầy là ankan cắt thành anken và hero thì hero này của thầy chính bằng số mol hỗn hợp là bằng 0.2 còn NH của thầy bằng số mol liter nhân đôi lên thì các em chia liter của thầy bằng 0,07 thì kết quả là thầy có đây là 0,14 Thế còn cái CH2 này thầy dùng bảo toàn hero Thầy có 0,48 này Nhớ hộ thầy là khi bơm hero vào Thì số mol bon nước của thầy ở đây là 0,48 Các em cộng thêm 0,07 nữa Thì các em lấy tổng Đây là số mol bon nước sau khi mà nó thay đổi Thì các em bơm hero vào Thì các em lấy tổng này các em trừ đi hero đây Trừ hero đây Vậy kết quả các em tìm được CH2 là bằng 0,28 Rất dễ dàng thôi và khi đốt cháy với oxy thì số mol bon oxy của thầy sẽ cần là 0,14 kem chia cho 4 cộng 1,5 nhân với 0,28 cộng với 0,2 nhân với 1 phần 2 đó sau đó nhớ trừ đi cái lượng oxy mà để đốt cháy hidro là 0,07 chia 2 thì kết quả các em tính ra được cái oxy này của thầy á nó chính bằng là 0,52 mol và giá trị gần nhất của thầy phải là C Đấy, rất là ngắn gọn thôi cũng không có gì ghê gớm cả hy vọng những bài mà bài 8 cộng như này thì các em phải làm sao các em tuyệt đối hóa điểm